Mình chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục có một gia đình nữa từ bên thành phố Trà Vinh xuống thẳng cửa hàng. Bây giờ đang là 1 giờ nha các bạn. Đây, 1 giờ ngày 23 tháng 10 năm 2024 nha. Địa chỉ cửa hàng Bảo Duyên là ở số 67 đường Triều Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Thì đây là phiên bản Honda Super Cup, hàng nội địa Nhật với hệ thống phanh ABS. Thì cả nhà đi bằng ô tô con xuống thẳng tận cửa hàng luôn các bạn. Đây, gia đình ha. Còn một anh trai nữa, nhưng mà anh trai thì đã trốn rồi, không dám lên hình. Đang đứng đặng cười kìa. Đây, chiếc ô tô nè các bạn, chiếc Spender ha. Thì thay mặt cửa hàng Mai Duyên, mình cảm ơn gia đình rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ xe bên mình, một chiếc Honda Super Cup Nhật như thế này. Bây giờ hiện tại là đã nổ máy rồi đó các bạn. Bây giờ đang lắp ba ga hả Diệu? Ba ga không? Bây giờ Tuấn sẽ chuẩn bị lắp ba ga cho khách nha. Cái ba ga này á thì nó tùy, nếu mà các bạn lắp mà có hai cái móc á thì là 350, còn nếu không gắn hai cái móc á thì nó là 300.000. 350 hả? Dạ. Đúng rồi, nó là hàng loại một nha các bạn. Gia đình đang chuẩn bị tính là đi ăn bún nước lèo, một cái món đặc sản ở tại Sóc Trăng mình. Đúng rồi, Trà Vinh cũng có bún nước lèo, nhưng mà mỗi nơi mỗi cái hương vị nó khác nhau. Hy vọng là gia đình sẽ ok, cảm thấy hài lòng với cái hương vị bún nước lèo ở tại Sóc Trăng, mà cụ thể là hiện tại đang ở Mỹ Xuyên mình luôn á. Mỹ Xuyên luôn ha. Đó, trọn bộ mà nó có hai cái móc luôn á thì nó là 350, còn nếu mà không có hai móc đó thì nó 300.000, là hàng loại một nha các bạn, hàng loại một nha. Còn cái thùng này thì nó sẽ chứa một cái miếng đậy cái ốp nè, ốp bình nè, với sách hướng dẫn sử dụng. Em bỏ dưới đây luôn đi. Đây, bố kia đó các bạn. Có xài lại con nào không? Dạ không. Không không. Ở đây là ba cuốn, một cuốn là hướng dẫn sử dụng xe, một cuốn là hướng dẫn lái xe an toàn, và cuốn còn lại là bảo hành. Nhưng mà sổ bảo hành này là bảo hành nội địa Nhật nha các bạn. Khi mà mình mang xe nó về Việt Nam là nó mất bảo hành bởi Honda Nhật rồi, thì chỉ còn bảo trì bởi cửa hàng Mai Duyên thôi. Nó giống như mấy dòng xe nhập như là Indo. Đây, Basic này cũng vậy nè ha, là sẽ mất bảo hành. Chiếc Quay Thái này cũng vậy luôn, trừ khi mình mua xe là của Honda Việt Nam á thì mới được bảo hành bởi Honda Việt Nam. Rồi em, nó được lưu hành và bảo hành nội địa Nhật nha. Các bạn về mình cứ gồ dịch đi, mình có gồ dịch một lần rồi ha. Và cuốn này nó cũng bắt mình sử dụng nhớt là nhớt 30 nha các bạn ha, nhớt 30 nha. Đó, nổ máy đó các bạn, nổ máy ha. Bây giờ là pha nè, tiếng còi lớn, còi cực kỳ lớn nha các bạn. Xi nhan nè, xi nhan hai bóng, remote hai cái, có ABS ha. Bốn cấp số nha các bạn ha, bốn cấp số nha. Cho mình vào số luôn nha. Đây, báo số cho này ha, 2 ha, 3 ha, 4. Rồi, xi nhan bên này. Gương nè, mà chrome luôn ha. Đèn hậu đang gạt số 1 nha các bạn. Rồi, như vậy là cả nhà sẽ dùng mua nước lèo ở tại Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, rồi sau đó là về thẳng thành phố Trà Vinh. Xe này thì mình sẽ ship tận nhà cho khách này ha. Rồi, bye cả gia đình luôn nha. Bye bye. Lên ô tô về nhớ ghé bún nước lèo nha cả nhà. Bún mắm. Rồi, bún mắm.
Rồi, chia tay với các bạn ở Trà Vinh. Mình quay trở lại với chiếc xe này một chút xíu. Thì bản của Nhật hồi nãy mình giới thiệu là chưa có đủ đúng không? Nó còn có thêm cái này nữa, là một cái chân chống bên có tích hợp cái phần tắt máy. Khi các bạn đè lên mà vào số, đá này xuống là tắt máy liền. Thì nó là cái an toàn thôi. Nó là sự an toàn đó các bạn. Còn màu đen này thì các bạn nhìn thấy nó nhiều lắm rồi. Mình quay chắc bây giờ là chắc là cả trăm clip về dòng cúp Nhật này rồi. Chắc cả trăm rồi đó các bạn. Cúp Nhật là nó không có yên sao nha ha. Mà các bạn nhìn cái ba ga nè. Thường là khách bên mình mua là hay gói gắn yên sao lắm. Nhưng mà có lẽ là gia đình không có gắn cho nên là mình sẽ được xem cái bằng ba ga ở đây nè. Các bạn nhìn nè, mình quay gần gần cho mà xem nè ha. Màu đỉnh luôn. Chiếc này là do bạn Huỳnh Bạch Mai chốt đó nha. Các bạn nào mến dòng cúp này, muốn mua một chiếc về làm chân đi hay làm của hay là để dành hay là trưng bày gì đó, mình cứ việc nhắn cho Bạch Mai. Thậm chí là Bạch Mai sẽ tư vấn cho mình những con số đẹp, số khung đẹp chẳng hạn ha. Bốn mùa phát tài hay là bốn mùa lộc phát gì đó, rất là nhiều thứ ở đây. Đó, phía trước nè các bạn. Cúp Nhật nó cũng có một cái miếng dán trước như thế này. Nó dán theo xe gì luôn đó. Rồi, bên này. Đĩa. Động cơ sơn đen. Đó, bên này. Đèn xi nhan. Mình sẽ mở yên cái này nha các bạn ha. Đây nè. Đó, bây giờ là cấn cái phần quà ở đây rồi, không mở được ở dưới nè. Sao đẩy vậy? Đây là phần quà cửa hàng, hai nón bảo hiểm, áo mưa, áo thun và hai cái móc khóa nha các bạn. Đây. Rồi, chú vào xem xe 50. Mình trở lại một cái xe chút xíu nha. Rồi, mở yên ha. Đó. Đặc biệt là cái dòng cúp này nè, thì cái bình xăng nó sơn đen nè ha. Còn cúp 110 của Nhật có biết không, là không sơn luôn cái phần này nè. Họ để nguyên cái phần mà kim loại nó lộ thiên ra ngoài. Đây, tải chú tập tới rồi kìa. Xe này mình sẽ lên tải về với thành phố Trà Vinh nha. Bên mình sẽ ship toàn quốc cho các bạn. Phí ship sẽ là miễn phí ở trên tuyến quốc lộ 1A nha. Từ Sóc Trăng đi tới Sài Gòn, Sóc Trăng quay về Cà Mau là hoàn toàn miễn phí. Ship tới Hà Nội cũng chỉ từ 500 ngàn. Nhưng mà ví dụ như những tỉnh thành mà không có tuyến quốc lộ 1A đi ngang á, bên mình vẫn ship bình thường. Phí ship sẽ là từ vài trăm ngàn thôi ha. Và thậm chí là có dịch vụ ship tận nhà cho các bạn. Đây, ngoại hình ha. Có dịch vụ ship tận nhà cho các bạn luôn. Còn gì thắc mắc các bạn cứ liên hệ ngay với nhân viên để mình tư vấn chi tiết, đặc biệt là bạn Huỳnh Bạch Mai. Số Bạch Mai là 0948 852158, là nó nằm ở đầu tiên trên dãy số trên này nè các bạn. Đầu tiên trên này nha. Bạch Mai sẽ tư vấn về cúp. Hiện tại thì dòng cúp này số lượng bán ra Bạch Mai chốt là hơn 90% số lượng xe của cửa hàng rồi các bạn. Rồi, lên tải luôn nha. Mình sẽ ghi hình luôn cái công tác chuẩn bị lên xe cho các bạn xem luôn nè. Tuấn đang ghi hình lại một cái nữa. Đây là cái thủ tục cần thiết khi mà ship xe cho khách, nhất là khách ở tỉnh xa. Đó, quay test từ trên xuống dưới hết cho các bạn. Mặc dù nãy là khách ở đây đã kiểm tra xe rồi, test chuẩn bị hết luôn rồi. Đó. Chứ bình thường là mua online á, cọc thì từ 5 triệu, 10 triệu, thậm chí là 20 triệu. Thì bên mình sẽ còn test kỹ hơn rất là nhiều. Và khi mình nhận xe, mình cứ việc kiểm tra lại cho nó trên xuống dưới trước ra sao. Rồi mình hãy nhận xe nha các bạn. Mình chú ý ha. Lên xe nha.
Đây, bây giờ còn buộc lại nữa nha các bạn. Mình nhắc lại, bạn nào quan tâm thì mình cứ liên hệ ngay với nhân viên, đặc biệt là bạn Huỳnh Bạch Mai là chuyên chốt chồng Honda Cup này. Đây, xe này là quấn ship nè các bạn, Honda B ship ha, quấn ship. Bên mình hiện tại là cúp về rất là nhiều nha các bạn, có thể nói là một nhà cúp, một cái siêu thị cúp luôn. Nếu mà nói về số lượng xe thì Mai Duyên dám khẳng định là cạnh tranh trên toàn quốc về số lượng xe, thậm chí là luôn về giá bán dòng cúp này. Các bạn cứ liên hệ ngay với nhân viên nha, mình tư vấn thêm về giá, phí ship, giấy tờ hồ sơ thủ tục. Bởi vì dòng này bên mình là nhập hải quan chính ngạch hết nha, hải quan chính ngạch. Đây, chào các bạn.